Nè. Hả? Anh khờ sao rồi? Có rồi. Nè, mình lấy cái bông này, mình giả nhuyễn, xong rồi đắp lên cái cục bú của anh hai là nó biến mất hết. Hả? Vậy là khỏe rồi, mình thoát rồi. Ừ, may quá, vậy là tụi mình không cần phải giả bộ nữa. Anh giỏi thiệt đó, anh mừng không? Mừng chứ, kể từ giờ tôi không cần phải qua bên đó nữa. Ủa, bộ anh không muốn gặp tôi nữa hả? Không. Không muốn gặp chút nào luôn? Không phải. Không, có nghĩa là không có muốn giả bộ làm vợ chồng với nhau nữa. Nhưng mà vẫn muốn gặp cô, vui mà. Vậy mình cứ làm bạn bè nha. Ừ. Khỏe gì đâu á. Có thuốc rồi. Tụi bay tưởng dễ lắm sao? Hả? Chị lắm. Hả? Chị biết hết âm mưu của hai đứa rồi. Nhưng hai đứa bay phải lấy nhau thôi. Phải sống đời ở kiếp với nhau. Ôi sao vậy chị hai? Tụi em đã không muốn rồi mà sao cứ ép tới ép lui hoài vậy? Đúng rồi. Tụi bay mà buông ra là anh hai của mày á là người đầu tiên quấy rối con nữ nè. Chưa kể là ông sẽ kích động mấy đứa dương tôn công tử trong cái làng này, nó kéo tới nó quậy con nữ tiếp. Khờ à, mày buông ra thì mày khỏe con mình mày à. Nhưng không lẽ mày nhẫn tâm nhìn thấy hằng ngày con nữ nó bị chuốc lấy phiền phức sao? Chưa kể là cha của nó đang bệnh nặng, có sống nổi không khi mày bị bọn kia nó làm khó dễ? Nhưng mà chưa hết đâu, cha đã bỏ lễ rồi, tưởng như hai nó bay rã đám, hàng xóm nó sẽ dị nghị rồi lời ra tiếng vào, làm sao ông già của mày chịu cho thấu? Lạng quạng à, hai ông lăn đùng ra chết cùng một lúc. Lúc đó hả, cho tụi bay thấy ha, không biết lo thân mình thì thôi, nhưng cũng phải nghĩ tới người lớn chứ. Giờ sao? Được rồi, nằm im, chịu khó. Ôi da, chịu khó, anh đừng có nhúc nhích nó rớt nè, uổng lắm, thuốc thần đó. Bỏ tật thâm nè. Hả? Mày đắp cái gì lên mặt tao, rồi mày đọc lảm nhảm cái gì vậy? Cái này là bông hoa thần, mình giả ra, mình đắp lên cục bú, rồi sau đó mình đọc 3 lần câu thần chú, bỏ tật thâm nè, thì nó mới hết. Vậy nếu mà mày đọc 4 lần thì sao? Em cũng không biết nữa, có khi nó nổi lên cục mới. 3 lần thôi nha. Nhớ kỹ giùm tao. Em biết rồi, anh chịu khó nha. Không phải em chửi anh đâu, mà tại nó vậy đó. Tao biết rồi. Bỏ tật thâm nè. Bỏ tật thâm nè. Bỏ tật thâm. Đủ rồi, 3 lần rồi. Trời, xẹp rồi. Hết rồi kìa cha. Để lấy xuống. Hết thiệt không? Hết thiệt rồi. Nó xẹp rồi, nó xẹp rồi. Hết rồi, mặt anh đẹp chứ? Đẹp lắm. Là do đám tiểu yêu, lần này nhất định á, ta phải lên cho nó giết sạch đám tiểu yêu nó mới được. Chứng nào thật nấy à. Em mình nó liều mạng nó đi cứu mình như vậy đó, mà cũng không cảm ơn nó được một tiếng nữa. Cảm ơn gì nó cha? Là nó đem cái nợ nó về đây, mặt con mới bị như vậy nè. Mày á, mày coi chừng tao nha mày. Khờ. Dạ. Con làm cái gì mà con sụ mặt vậy? Nó ép được con, cho nên cái bụng nó đang đắc ý lắm kìa. Đồ ngu, cứ để cho người ta lừa mình. Chưa có ngã ngủ đâu, đừng có nói dội như vậy. Nè, cha nói vậy là sao hả? Cha nói về chuyện đám cưới đó mình. Chuyện đám cưới hả? Thôi vụ đã bỏ đi. Sao mà bỏ được mình? Đã bỏ lễ rồi, phải làm cho tới chứ. Khờ ha. Cô nói vậy là sao? Hay là do cô đã... Em đã làm gì đâu? Thì đám hỏi rồi thì phải có đám cưới chứ, đúng không Khờ?